Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học thuật của Trung tâm Tiếng Hàn Shop Và bài ngày hôm nay chúng mình sẽ học về quyển tiếng Hàn Trung cấp 3 và chủ đề bài số 13 là Hy Mang Từ này mình sẽ không đọc là Hy Mang mà đọc là Hy Mang được chưa Hy Mang nghĩa là gì? Hy vọng đúng không ạ? Thì tí chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này nha về chủ đề này chúng ta cũng có hai phần phần đầu tiên là ó huy ó huy nghĩa là gì ạ từ vựng đúng không ạ về từ vựng thì chúng ta sẽ học về hi mang là một pum là hai và trắng nay hi mang là ba đấy là phần đầu tiên của từ vựng phần số 2 của từ vựng chúng ta sẽ học các từ liên quan đến hùng già và song cung được chưa ạ đấy là phần về từ vựng nha phần số 2 mình học về ngữ pháp bài ngày hôm nay bài số 13 thì chúng ta sẽ có bốn ngữ pháp ngữ pháp đầu tiên ao mình sẽ xem là ngữ pháp này cần phải kết hợp với động từ, tính từ hay là danh từ. Phần tiếp theo chúng ta có ao tà và ngữ pháp số 3 chúng ta có ao yaketa. Được chưa? Ao và ngữ pháp cuối cùng adasumien chuketa thì mình sẽ xem xem là phần ngữ pháp này cần phải chú ý về những chỗ nào, những điểm nào và những ngữ pháp này thì ở trong những trường hợp nào thì sẽ được dùng à, với ý nghĩa nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Rồi ok. Chẳng xin mà nhớ Phần đầu tiên từ vựng của chúng ta có chủ đề gì đấy ạ? Hy mang cung khoản lân ó huy Những từ vựng liên quan đến giấc mơ, ước mơ và hy vọng được chưa Rồi từ đầu tiên chúng ta có hy mang Hy mang, hy mang là gì đấy? Hy vọng được chưa? Hy mang và cung cung thì là ước mơ. Thực ra cung còn có một nghĩa khác, nghĩa là giấc mơ đúng không? Hoặc chúng mình có một động từ mơ, nghĩa là nằm mơ thì chúng ta có từ gì đấy? Cung mưu cu tả được chưa? Cung cu tả. Còn ở đây chúng ta dịch cung nghĩa là ước mơ ước mơ cung mi ita nghĩa là có ước mơ và khi ita thì chúng ta sẽ dịch là có hy vọng rồi đấy là từ đầu tiên còn nếu như mình nói là không có tôi không có ước mơ tôi không có hy vọng thì mình sẽ nói như thế nào cho nên khi mang đi đà cho nên cung mi đà được chưa rồi đấy là từ đầu tiên từ số 2 chúng ta có khi <laughs> mang cho kita khi mang mình nhớ nối âm lên chỗ này mình sẽ không đọc là cho kita mà mình sẽ đọc như thế nào cho kita được chưa hy mang cho tả có tính hy vọng được chưa rồi từ số 3 chúng ta có hy mang gạch ngang này cung bê khá chi tả chi tả nghĩa là mang theo một cái gì đấy vậy thì chỗ này mình sẽ dịch đơn giản thôi là gì mang theo ước mơ mang theo hy vọng được chưa rồi từ tiếp theo mình có hy mang cung kiu tả q tả là nuôi dưỡng đúng không ví dụ mình nuôi dưỡng nuôi vật nuôi hoặc là nuôi cây cối cái gì đấy mình cũng dùng từ này q tả nhưng mà chỗ này mình nói là nuôi dưỡng ước mơ nuôi dưỡng hy vọng thì mình sẽ lắp từ ước mơ và hy vọng vào đây khi mà ngươi q tả và cung mới q tả được chưa ví dụ bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ nha mình nói là tôi đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ thì chúng ta sẽ nói như thế nào từ bác sĩ là gì ạ ưu xa đúng không ạ đó thì ước mơ trở thành bác sĩ sẽ là gì ưu xa cá thuê nên cung đó cho nên ứi ra ca tuấn nên khủ gì đấy cô tôi đang nuôi dưỡng ước mơ hy vọng giấc mơ trở thành bác sĩ rồi từ tiếp theo mình có khi mang người tả ở đây các bạn có nhớ cái từ ira body tả không ạ ira body tả nghĩa là gì đánh mất làm mất một cái gì đấy đúng không đó và nó chính là phiên ra của từ ý tả động từ làm mất đó khi mang người delta nghĩa là làm mất đánh mất hy vọng mình sẽ dịch như vậy từ tiếp theo chúng ta có cumulatita, cumulatita, cumulatita ở đây nghĩa đơn giản nghĩa đen của nó là giang rộng trải rộng cái gì đó ra chỗ này cumulatita nghĩa là giang rộng ước mơ hoặc mình có thể dịch đó là uh, trải rộng ước mơ ra theo đuổi ước mơ được chưa? dịch là theo đuổi ước mơ thì sẽ là hay nhất trong tiếng việt đúng không? mình sẽ dịch như vậy nha cumulatita đó rồi phần tiếp theo trong phần từ vựng này chúng ta sẽ có chẳng ne hy mang khoản lon ó huy ó huy là từ vựng này và khoản lon nghĩa là gì đấy liên quan được chưa đó và chẳng ne hi mang là những cái hy vọng trong tương lai chỗ này mình cần phải chú ý cái từ chẳng ne từ này chúng ta sẽ đọc như thế nào đây chàng ne được chưa? Chúng ta sẽ không đọc là chàng re mặc dù mình biết là chàng re nhưng mà khi mà phụ âm bắt chim là yên gặp với phụ, uh, phụ âm đằng sau là ri thì chúng ta sẽ chuyển cái ri này thành niên và đọc nó thành chữ n chàng ne. Đó, mình không nhầm cái từ này với từ chàng nghe nhá. Chàng nghe là gì? Chướng ngại, trở ngại, được chưa? Còn chàng ne thì sẽ là trong tương lai. Đó. Rồi, phần đầu tiên, từ đầu tiên chúng ta có chàng ne hy, mang. hy vọng trong tương lai được chưa? Chàng ne hy vọng học thuộc nha chàng nè hi hy vọng trong tương lai từ tiếp theo là từ chín lô bước tiến trong tương lai chín lô được chưa rồi cái từ chín lô này thì mình có thể hiểu sang hai nghĩa nghĩa đầu tiên là apro là các cái nghĩa là con đường mà bạn sẽ đi về phía trước đó con đường mà mà bạn sẽ đi về phía trước thì cái đấy mình sẽ dịch là nghĩa đen còn nghĩa bóng chín lô bước tiến trong tương lai sẽ là sai mê hàng phương hướng của cuộc sống ấy đó phương hướng của cuộc sống trong tương lai đó rồi thì chín lô mình sẽ dịch theo hai nghĩa đó nha từ tiếp theo chúng ta có chín lô ha tả chong ha, -ta". Chong -ha -ta ở đây nghĩa là gì? Kèl trong Được chưa? Nó là viết tắt của từ kèl chong ha tả Kèl chong là gì? Quyết định Và ở đây người ta đã dịch cho chúng mình là gì đấy? Định ra bước tiến trong tương lai đó mình có thể nói là chín lô rít trong ha tả cũng được mà nói tắt lại thành chín lô trong ha tả cũng được không sao cả rồi từ tiếp theo chúng ta có truy ha tả Chuyop ha tả ở đây trong sách biết là xin việc đúng không? Nhưng mà từ này thực ra mình phải hiểu đó là Từ này nghĩa là đã được nhận vào làm việc ở một công ty nào đó rồi Nghĩa là mình xin việc và người ta qua cho mình qua vòng phỏng vấn Và mình đã được trở thành cái nhân viên của công ty đó rồi Thì mình sẽ dùng từ này Chuyop ha tả và vào công ty nào đấy thì chúng ta dùng E nhá đó, mình sẽ nói là Huê Sai Chuyo Hata Tả tôi đã xin được việc ở công ty đó rồi Còn nếu như mà vẫn đang trong quá trình tìm kiếm việc làm xin việc ở các công ty nhưng mà chưa được vào công ty bất kỳ nào đấy thì chúng ta sẽ dùng từ nào mình sẽ có từ uh, chikop với ha ta hoặc là một từ hay hơn nữa thì chúng ta có từ ilchari biết ở đây không biết mọi người có nhìn thấy không ilchari thay cho chikop nhá ilchari với hoặc là chikop với ha ta thì đó là tìm công việc làm đó được chưa đó xin việc tìm công việc làm rồi, từ tiếp theo mình có chín hắc hát à? Chín hắc hát à là học lên cao. Ở tôn từng cứ về hắc kiểu rê cho lớp hắn hùe cứ bố đã thò nụp phân từng về hắc kiểu ta. Là nên Được chưa? Đó, chúng ta sẽ nghĩa là mình kết thúc học ở một cái cấp bậc nào đấy rồi. Sau đấy là mình tiếp tục xin lên học ở một cái cấp bậc cao hơn. Thì đó sẽ là chín hắc hát à? Và từ này chúng ta cũng sẽ dùng danh từ E. Đó, Hakkyo e chin học lên cao ở cái trường nào đấy nhá Không dùng ư, Được chưa? Rồi từ tiếp theo là từ này quá quen thuộc rồi Yu đi du học Hoặc là mình bỏ cái ư này đi cũng được Và yu hakkata cũng được Hàn Quốc kuro yu kế Tôi có kế hoạch là sẽ đi du, du học ở Hàn Quốc Đó mình sẽ nói như vậy ừ, từ tiếp theo chúng ta có chọc xong nghe mặt tả chọc xong nghe mặt tả chọc xong thì chỗ này nó là sở trường sở trường cái việc mà mình có thể làm tốt đúng không ờ, làm tốt của bản thân thì mặt tà và nhớ là chúng ta phải dùng tiểu từ e một số bạn rất là hay quên cái tiểu từ này đôi khi các bạn sẽ dùng tiểu từ ư rư nhưng mà nó là không phải chúng ta phải dùng từ e khi mà dùng với động từ mặt tà và nên học cả cụm thì sẽ là chọc xong nghe mặt tà phù hợp với sở trường của tôi rồi một từ nữa chúng ta có kheo ngom mươi sắt tà được chưa tà. tích lũy kinh nghiệm cái từ sắt thất thà này Nó là tích lũy hoặc là chất cái gì đó Chất lên chất hàng hoặc là chất đồ đạc các thứ ấy Và nếu mà nói là chuyển sang cái này sang dạng bị động Là kinh nghiệm được tích lũy đúng không? Chúng ta sẽ chuyển từ này sang là say tả Đây, say tả và không dùng ư ở đây chúng ta sẽ chuyển thành kèo ngom cộng với tiểu từ y được chưa Kheo ngom mi tay tả ta. kinh nghiệm được tích lũy hoặc là chúng ta có thể dùng từ gì ở đây chi xích đúng không chi xích là kiến thức ấy đó tôi tích lũy tích lũy kiến thức tích, tích lũy kinh nghiệm thì mình sẽ dùng như vậy rồi mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo phần tiếp theo chúng ta có từ gì đây Hi mang cung với ná nu ta nu thì mọi người cũng đã quen rồi là nu là chia sẻ đúng không? Bằng với từ gì trong tiếng Anh ấy? Từ share được chưa? Chia sẻ ước mơ, chia sẻ hy vọng rồi Đó, thì vẫn là dùng hi mang và cung thôi và ná nu Từ tiếp theo mình có vùng xa hoai đông ha Vùng xa hoài đông ở đây là dịch là hoạt động từ thiện Nghĩa là sao? Mình sẽ không nghĩ đến cái lợi ích của bản thân Chà ki mà nè ý kri sen các ha Được chưa? Không nghĩ đến lợi ích của bản thân mà mình sẽ làm việc Uh, tự bản thân mình uh, chủ động muốn làm vì người khác, giúp đỡ người khác thì mình sẽ dùng cái từ này, cùng sa hoa trong người Ha Rồi, từ tiếp theo mình có kiburi ha tả thực ra khi nói các bạn có thể bỏ cái ư rư đi cho nó đỡ dài dòng. Đó, mình bỏ đi. Hoặc là viết thêm vào cũng được khi mà trong văn viết thì viết cũng được không sao nhưng mà nói thì thường là người Hàn người ta sẽ bỏ cái phần ư rư này đi. hata là quyên góp, ví dụ góp gạo, góp tiền các thứ đúng không? Thôi nữa kibuhata, được chưa? từ tiếp theo mình có cháu ơn bùng xa rất ha tả chào ơn bùng xa nó cũng ngang với từ hoạt động từ thiện ấy chào ơn bùng xa mình dịch là gì đây làm từ thiện tình nguyện đối với thường là nếu mà đã làm từ thiện rồi thì sẽ là tình nguyện không ai là ép buộc cả rồi đó chúng ta sẽ dùng từ này nhá từ tiếp theo mình có cháu ơn bùng xa cha thì đấy chào ơn bùng xa rất ha nên ơn bùng xa trà đào quốc loyal được chưa? Mình sẽ gọi những cái người làm từ thiện tình nguyện này là cha ơn bùng Gia cha. Cha ở đây là tiếng Hán rồi, là người ạ. Mình thêm vào đằng sau. Từ tiếp theo chúng ta có yang no won. Từ này mình sẽ phát âm như thế nào đây? Yang này. No won. Viện dưỡng lão mình không đọc là yang ro won được chưa? Yang no won là viện dưỡng lão là nơi mà các cụ già và tuổi xế chiều uh, thì vào đây để cùng uh, chia sẻ uh, cuộc uh, cuộc sống với nhau đúng không nhất là những cụ già mà không có con cháu chăm sóc đó uh, một nơi nữa đó là cô a cô a -uân. tiếng uh, phiên gia nó là gì đây cô nhi viện được chưa cô nhi viện tiếng hán phiên gia đấy viện trẻ mồ côi cô ở trong từ cô này và a a là trong á đông nhi đồng ấy và uôn là viện đó cô nhi viện rồi từ tiếp theo chúng ta có si các chàng nghe in si các các là thị giác được chưa? Chàng nghe in thì là những người tàn tật người tàn tật về thị giác nghĩa là người mù ấy đó thì mình sẽ dịch như vậy là người khiếm thị đó si các chàng nghe in được chưa? Còn tiếp theo trong các chàng nghe in trong các khiếm thính được chưa? Chàng nghe là người tàn tật mình nhớ cái cụm chàng nghe là người tàn tật người khuyết tật nhá và trong các thì là liên quan về tai được chưa? Người tàn tật về tai thì trong tiếng Việt mình sẽ dịch là gì? Người khiếm thính ok từ tiếp theo chúng ta có xin chê chẳng nghìn xin chê là gì cơ thể thân thể người tàn tật về cơ thể thân thể đó người tàn tật mình dịch như vậy một từ nữa chúng ta có chàng nghe bục chi xì xoài. chàng nghe bục chi xì xoài, thiết bị phục vụ người tàn tật cái này nghĩa là gì nhỉ các bạn có hiểu không thiết bị phục vụ người tàn tật ví dụ nhá cái người uh, Tàn tật về chân tay chẳng hạn người bị què chân, của chân các thứ ấy Thì người ta sẽ có một cái xe đẩy đúng không? Để người ta đi Thì cái xe đẩy đấy chính là chàng en bục chi xì soi Hoặc là với người khiếm thính Thì cái thiết bị chàng en bục chi xì soi là cái gì? Là cái máy trợ thính để cho người ta có thể nghe rõ hơn Đó Thì đấy là chàng en bục chi xì soi Từ tiếp theo chúng ta có porami itta Porami itta là có ý nghĩa có ý nghĩa là sao không phải là ý nghĩa của từ các từ ví dụ mình nói là thàn noi ùi mi đúng không ý nghĩa của từ thì ở đây cái từ ý nghĩa này nó không phải nghĩa như vậy ý nghĩa ở đây nghĩa là ý nghĩa của một cái công việc gì đấy mình ví dụ mình giúp người khác mình cảm thấy cái công việc đấy rất là có ý nghĩa thì đó mình sẽ dùng từ poramita ở cái trường hợp như vậy còn nếu như mà nói về ý nghĩa của một từ của một câu thì chúng ta dùng từ gì ùi mi đúng không ùi mi kaita ùi mi kaita rồi còn từ tiếp theo chúng ta có bồ ra mươi <laughs> nực nực là cảm thấy có ý nghĩa thả đơn xa ra mươi à chùa so cho nên bồ ra mươi nực kèo chưa bởi vì giúp đỡ người khác nên tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa đó cảm thấy có nghĩa thì mình sẽ dịch như vậy là từ vậy rồi phần tiếp theo trong cái phần từ vựng ngày hôm nay liên quan đến chủ đề số 13 ba mang chúng ta có sông cung hoàn lân ở hủy Song cung, song công nghĩa là thành công, song cung ha tà, được chưa? Song cung ha nghĩa là người thành công, người đã gặt hái được thành công. Từ đầu, đầu, tiên chúng ta có song cung ha tà. thành công, song cùng được chưa? Trái ngược với từ này, phần mai của từ này là gì? Silpe, silpe là thất bại, thất bại được chưa? Song cung và silpe. Từ tiếp theo chúng ta có song cung người khó du tả. tu là gặt hái và mình sẽ dịch nghĩa ngang ra nghĩa đen luôn Song công ngươi khó tu tạ gặt thái được thành công, giống như trong tiếng việt đúng không? Từ tiếp theo mình có song công bị kêu, bị kêu là bí quyết rồi mà mình ghép với từ song công thì sẽ là bí quyết để đạt được thành công ấy. Song công ngươi quỳ hai hò, song công ngươi quỳ han bị kia được chưa? Bí quyết đạt được thành công. Từ nữa chúng ta có cung ngươi ta cung ta iruta, ruta thì nó bằng với từ gì? Otta đúng không? Đạt được, đạt được cái gì đấy? đạt được ước mơ, đạt được giấc mơ của mình thì mình sẽ dùng từ này. Từ tiếp theo chúng ta có thù chon ha tả, thù chon nghĩa là thử thách, được chưa? Thù chon ha tả thử thách. Từ này thì nó tương đồng với rất nhiều từ, ví dụ như chúng ta có từ oreum. Oreum là nỗi khó khăn ấy, đó, hoặc là chẳng nghe, chướng ngại trở ngại. Thì mình có thể thay cho từ thù chon, đó, được chưa? Oreum hoặc là chẳng nghe nó bằng với cả thù chon. Thực ra Tổ tròn thì là thử thách này, odrum thì là sự khó khăn vất vả đúng không? Và chàng nghe thì là chướng ngại nhưng mà ba cái từ này đúng là nó khá là tương đồng nghĩa với nhau nên mình có thể thay thế được. Rồi, đây, CP hata thì ở đây mình nói rồi nhá, nó có nghĩa là thất bại này, trái ngược nghĩa với cả từ thành công được chưa? Tiếp theo chúng ta có nolakata, ai cũng biết từ này rồi. Nolakata là nỗ lực cố gắng được chưa? Nỗ lực mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một cái từ để dùng với từ nỗ lực này cho nó hay hơn chúng ta có nô đó cưới cứu đi tả nô cứu đi tả nghĩa là sao dốc lòng nỗ lực dốc hết sức nỗ lực nghĩa là ví dụ khi mà mình nói chuyện với cả sếp mình là một nhân viên mà mình nói với sếp đúng không mình nói là gì em sẽ dốc hết sức nỗ lực vì công ty của mình đó thì chúng ta sẽ dùng như thế này nô đó cưới cứu nó nói như vậy rồi, từ tiếp theo, chê son thà thả tà nó cũng bằng với nồi lóc cưới cứu đi tả Đó là gì? Cố gắng hết mình, chê son được chưa? Đó, chê son thà thả cố gắng hết mình Từ tiếp, chúng ta có Thòa cho ra tà Chòa cho ra tà nghĩa là dao động ừ, cho ra tà là dao động này Ví dụ bây giờ nhá, có những cái từ này Thì chúng ta sẽ nói một câu như thế nào? Mình thử nói là uh, khi mà gặp khó khăn, gặp thử thách đúng không? Thì bạn cũng đừng dao động mà hãy cố gắng hết mình nhé thì các bạn thử nói câu đấy sang tiếng Hàn như thế nào? Ví dụ nhá, mình sẽ nói cho các bạn này. 어려움을 겪어도 좌절하지 말고 끝까지 최선을 다해요. Hoặc là 끝까지 노력을 기울여요. Đó, mình sẽ nói như thế đúng không? Ví dụ, khi mà gặp khó khăn thử thách thì bạn đừng nản lòng, bạn đừng dao động nhé mà hãy cứ tiếp tục cố gắng đến phút cuối. Đó, mình sẽ nói như vậy. Từ tiếp theo chúng ta có dùng ri chi tả dùng Ki dịch ra tiếng hán sẽ là dũng khí được chưa cũng khá giống với tiếng việt thôi dùng ki dũng khí và khá chi tả là mang theo mang theo dũng khí có dũng khí rồi ở đây có rất nhiều từ người ta cho mình đây chúng ta có oreum là nỗi khó khăn này chàng nghe là chướng ngại này và khả nan khả nan nghĩa là sự nghèo khó đó khả nan là sự nghèo khó và cực bốc hát à cực bốc nghĩa là khắc phục được chưa khắc phục khó khăn khắc phục trở ngại chướng ngại khắc phục sự nghèo khó nếu như mình nói từ gặp phải ra gặp phải khó khăn này gặp phải trở ngại này thì mình, mình sẽ dùng từ gì ở đây kẹo tà kẹo tà được chưa đó Oreo mới kẹo tà và Oremu kukbukata, được chưa? Đó là về khó khăn, thử thách, trở ngại Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau kết thúc phần tìm hiểu về từ vựng chủ đề bài 13 Có chủ đề là gì đấy? Hy vọng được chưa? Mong là các bạn sẽ thích video này Và chúng ta sẽ cùng nhau học thuộc tất cả các từ vựng của bài ngày hôm nay nha Bye bye!